Vâng, em xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đã theo dõi clip của em nhé. Thì trong cái buổi tối ngày hôm nay thì em xin được lên sóng cho anh chị và các bạn xem một cái mẫu xe. Đây là chiếc Chevrolet Cruze phiên bản nhập khẩu các bác nhé. Với chiếc Chevrolet Cruze phiên bản nhập khẩu này thì nó sẽ được có cái lợi thế hơn rất là nhiều những cái hệ thống khác so với những chiếc xe Cruze Việt Nam. Thì với chiếc xe này thì được sản xuất năm 2011 các bác nhé. Với chiếc xe sẽ cam kết cho các bác rằng không có bị đâm đụng tai nạn thủy kích gì cả. Xe vẫn còn rất là đẹp và cứng cáp. Với chiếc xe này anh em nhìn thấy xem form xe này, nhìn nó rất là đẹp và rất là trường xe. Với cái tầm giá nó chỉ có 255 triệu đồng thôi là chúng ta có thể sở hữu được một dòng xe sedan 5 chỗ ngồi rộng rãi, form dáng đẹp và đặc biệt chạy rất là sướng đối với phiên bản Cruze nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc các bác nhá. Na răng đúc 5 chấu nguyên bản và đồng thời chiếc xe này có phanh đĩa 4 bánh này. Phanh đĩa 4 bánh này. Còn đâu là phiên bản Việt Nam là phanh đĩa chỉ có 2 phanh trên là phanh đĩa thôi. Đấy, với chiếc phiên bản Cruze NTZ bản đủ nhất này. Đấy. Bản đủ nhất này có cửa lóc này. Và cái đồ nhựa của con xe Cruze bản nhập khẩu này cũng hoàn toàn khác với những chiếc xe Việt Nam anh em nhé. Cruze thì toàn bộ những nội thất của nó nhựa nó màu đen xỉ hết. Đây, anh em nhìn đây. Cruze nhập khẩu. Nhựa nó màu đen, đen nhánh luôn anh em nhé. 4 tổng nâng hạ kính, gương kính chỉnh điện này. Vô lăng tích hợp này. Vô lăng của xe vẫn còn rất là đẹp luôn. Và đặc biệt chiếc xe này có cả trang bị cửa lóc này. Cửa lóc này ạ. Xe thì còn rất là cứng cáp và đẹp các bác nhé. Đây em sẽ quay cho anh em xem qua chi tiết. Từ vô lăng này, hoàn toàn là có nguyên bản này. Tất cả những cái nút bấm tích hợp giải trí đa phương tiện này. Nỉ này, nguyên táp ni này, nỉ nguyên các bác nhé. Đó. Và toàn bộ những đồ nhựa chúng ta nhìn này, rất là căng luôn. Không gian của Cruze thì anh em yên tâm là 5 người ngồi vẫn còn hoàn toàn là thoải mái. Với chiếc sedan 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi này. Đấy, dòng này thì chạy rất bền anh em nhé. Đây, chúng ta nhìn táp lô táp ly này. Không bị xước xoát gì cả, toàn bộ lỉ nguyên bản hết. Cái ốc của nó vẫn còn rất là vàng và xe không bị đâm đụng gì đâu các bác nhé. Và anh em nào đang đúng chân cái dòng xe này thì hãy kết nối số Zalo của em là 0852 555 555 và nhắn tin cho em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho quý anh chị và các bạn chúng ta cùng xem. Đây, trên táp lô này, chúng ta nhìn này. Phanh tay này. Vẫn còn rất là đẹp luôn, đến từng những cái ổ số này. Đó. Điều hòa ô tô các bác nhé. Và trần thì toàn bộ nó là trần nỉ rồi, trần nỉ còn rất là trắng sáng luôn. Cửa lóc này, chỉ cần chúng ta đi bất cứ đâu mà chúng ta thích cái không khí thoáng đãng thì có thể là mở cái cửa lóc ra. Cruze thì phiên bản Việt Nam thì hoàn toàn là không có những cái cửa lóc này đâu anh em nhé. Không gian xe đây, xe rất là đẹp. Về là các bác chỉ việc dùng ngay thôi, không cần phải làm lại gì cả. Đấy, táp ni đây. Đấy. Toàn bộ nó là zin nguyên bản nhé. Kể keo chỉ cũng zin nguyên bản luôn. Đây các bác nhìn. Keo chỉ hoàn toàn là zin toàn bộ nhé. Đấy, chúng ta nghe cái cửa. Cửa của Cruze đóng phiên bản nhập khẩu đóng nghe chúng ta nghe vẫn chắc, rất là chắc luôn. Toàn bộ bản nề zin nguyên bản này. Đấy, chúng ta hãy nhìn về một vòng xe nhé. Xe hoàn toàn là không có bị đâm đụng gì đâu ạ. Không bị va chạm ngập nước gì anh em nhé. Chỉ có 255 triệu đồng thôi. Máy đây. Điều hòa rất là mát. Âm thanh đầy đủ hết các bác nhé. Máy nổ cực kỳ là êm luôn. Cho anh em xem qua luôn phần cốp xe này. Với chiếc xe này thì chúng ta mở cốp, cốp mở điện nha anh em nhé.
cốp mở điện này. Không gian cốp thì rất là rộng luôn. Đây chúng ta nhìn này. Không gian cốp rất là rộng. Và anh chị nào chúng ta cần xem hình ảnh chi tiết thì hãy kết nối số Zalo của em Kim trên tiêu đề nhé. Đang gầm của nó này. Mọi thứ nó còn nguyên bản luôn. Gầm cái cổ bô cũng rất là sáng, sáng trắng luôn. Máy nổ thì đặc biệt là cực kỳ êm. Đây chúng ta nghe tiếng máy nhé. Đây, chúng ta cùng test qua thử cái âm thanh xe này. No CD, không có đĩa. Cốp kia của xe đây. Đây một túi khí này. Vô lăng một túi khí này. Đấy, máy nổ rất là êm nhé các bác nhé. Đó, chiếc xe này thì đã có tất cả những cái mép viền mạ chrome này. Kể cả những phần cánh cửa đây là những cái đồ chơi. Chủ xe lắp thêm cho nó đẹp. Chúng ta nhìn thấy Ford Option rồi, kể cả những cái phần hệ thống ốp ở đằng sau xe cũng đã được chủ xe lắp thêm hết rồi. Đây, mạ chrome hết. Máy nổ êm ru nhé các bác nhé. Đây em sẽ cho quay cho các bác xem qua luôn phần máy của chiếc Chevrolet Cruze 2011 phiên bản nhập khẩu này. Chúng ta nghe cái tiếng ở ngoài này. Nghe ở ngoài không nghe tiếng máy nổ luôn các bác nhé. Nổ êm ru. Máy của nó đây. Máy nổ rất êm nha các bác nhé. Và đặc biệt thì máy của em không có rửa dọn gì cả. Máy không một tổ dầu, máy khô rết luôn. Máy cực chất, cầm bệ chắc chắn nha các bác nhé. Và hoàn toàn em đã kiểm tra rất là kỹ thì tất cả những hệ thống rằng bằng đầu xe là không bị va chạm, va quệt gì cả. Còn khoang máy này anh em thích sạch thì rửa qua một vòng nó sạch thôi. Tất cả các lỗ chúng ta nhìn tròn vo này. Đây. Máy nổ êm ru nhé anh em nhé. Máy không một cục dầu luôn. Và chúng ta nghe cái tiếng ở ống xả này, cực kỳ êm. Đây anh em nghe này. Không nghe thì tiếng máy nổ luôn, chỉ thấy xả ra một tí gọi là cái hơi nhiệt của cái động cơ đốt thôi. Có cả cảm biến nùi rồi anh em nhé. Và một lần nữa thì em xin nhắc lại thông tin một lần cuối của chiếc Chevrolet Cruze 2011 bản nhập khẩu Hàn Quốc này. Với chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 255 triệu đồng. Nếu anh chị nào đang quan tâm thì alo cho em số điện thoại em ghim chưa đề nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những chiếc xe lần sau. Và cửa hàng em thì đang cần thu mua tất cả những dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng, từ phân khúc cửa tiền từ 100 đến 400 triệu đồng. Nếu anh chị nào đang có nhu cầu bán bất cứ cái dòng xe nào thì có thể là nhắn tin cho em qua số Zalo của em Kim Chitode và em sẽ thu mua cho anh chị và các bạn với những cái mức giá nó tốt nhất và mua rất là nhanh gọn trong ngày các bác nhé. Chào các bác.